Mọi người ơi, đừng tiếc tiền đi tour như mình đang đi nhá. Cực kỳ là đáng tiền luôn ấy. Giá như mình đi cái tour này sớm hơn một chút nữa. Hello mọi người, lại là Vân Vân đây. Ở clip này Vân Vân sẽ review chi tiết tour 3 ngày 2 đêm Bình Biên, Kiến Thủy và Mông Tự. Và ngày đầu tiên của tour sẽ như thế nào? Check! Bọn mình di chuyển từ Hà Nội đến Lào Cai khoảng 4 tiếng. Đến Lào Cai rồi thì bọn mình ở khách sạn Sông Hồng gần cửa khẩu nghỉ ngơi vài tiếng. Hoặc các bạn có thể chọn khung giờ di chuyển khác tầm 5-6 giờ sáng đến cửa khẩu Lào Cai luôn cũng được. Tại sảnh lúc 5:30 để chờ mọi người, và trong lúc đó mình sẽ ghi ra cái cảnh này. Công nhận là view khách sạn nhìn bình minh ở cửa khẩu đỉnh của chóp luôn ý. Để có một chuyến đi suôn sẻ tất nhiên là phải ăn sáng rồi. Mình ăn sáng gần cửa khẩu luôn nha. Trong lúc ăn sáng thì hướng dẫn viên sẽ hỗ trợ mọi người đổi tiền và mua sim. Sim là sim dạng du lịch, hòa mạng Facebook, Zalo thoải mái con gà mái luôn nha. Và đã đến lúc chúng ta phải di chuyển ra cửa khẩu thế nào. Chúng mình sẽ được phát sổ thông hành và thẻ số thứ tự. Đi sang Trung Quốc mà theo tour thì phải xếp theo thứ tự, vì việc này sẽ giúp chúng ta thông quan thuận lợi và nhanh chóng. Các bạn thấy cửa khẩu có đông đúng không? Vậy thử xem mình mất bao nhiêu lâu để có thể xuất ngoại được nhá. Đi du lịch Trung Quốc mà không cần hộ chiếu visa nên là mình rất tò mò và hào hứng. Mà đây là lần đầu tiên Vân đi du lịch theo tour nữa chứ. Bây giờ là 8:30, chỉ mất 1:30 là mình đã xong hết thủ tục xuất nhập cảnh. Và bây giờ chỉ việc lên xe và let's go. Mình thấy du lịch ở Hà Khẩu rất là thú vị, vậy tại sao không chọn Hà Khẩu là một cái điểm du lịch tiếp theo của bạn ta? Sau đó mình có tranh thủ tham quan khu vực quanh cửa khẩu và cảm thấy giữa Hà Khẩu và Đông Hưng cũng tương đồng nhau đấy. Sau khi ra khỏi cửa khẩu thì bọn mình sẽ di chuyển lên xe để cả đoàn cùng tham quan được khu vực khác. Trong gói tour có xe đưa đón suốt hành trình nha. Công nhận ai lần đầu đến với Hà Khẩu đều hết lòng khen ngợi đường phố bên này rất sạch và đẹp. Trong lúc di chuyển thì hướng dẫn viên sẽ phổ biến những điều cần lưu ý và lịch trình của ngày hôm đó. À, trong tour có hai hướng dẫn viên, một hướng dẫn viên Việt Nam thông thạo tiếng Trung và hướng dẫn viên nội địa của Trung Quốc. Các bạn ơi, chỉ có đi theo tour du lịch như thế này thì với sổ thông hành các bạn mới đi được vào sâu bên trong những địa điểm du lịch nha. Chứ đi tự túc thì chỉ đi được quanh cửa khẩu thôi, hoặc phải đi bằng hộ chiếu mới đi xa được nhá. Rồi rồi, nói tới đây thì đưa mọi người đi ăn trưa thôi nào. Tất cả các bữa ăn trong tour đều được tối giản độ cay và dầu mỡ để phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam đó. Bữa trưa đầu tiên, đoàn mình sẽ ăn tại nhà hàng mang phong cách Thái. Cơm ngon, đồ ăn ngon, rất vừa miệng, có cả nước ép dưa hấu nữa thì chê vào đâu được nữa nhở. Ăn trưa xong và nghỉ ngơi một lúc thì đoàn mình sẽ tiếp tục di chuyển đến Bình Biên. Thời tiết đẹp đó, cảnh đẹp đấy, nhưng mà không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ được. Sau khi ngủ một giấc thì Hai và Vân Vân đã có mặt tại làng Miêu Tích Thủy. Khoan, điều mình thấy đầu tiên đó là những chiếc xe điện đón dâu siêu đáng yêu này. Đúng là không hổ danh được ví như tiểu phượng hoàng cổ trấn. Làng Miêu Tích Thủy đẹp lắm luôn mọi người ơi. Có cả chỗ cho thuê trang phục chụp ảnh nữa nè. Đã đến đây rồi thì đứng góc nào cũng có ảnh đẹp mang về, nên là cứ thoải mái dũng ảo đi nha cả nhà ơi. Sau khi tham quan xong, đoàn mình sẽ về khách sạn để nhận phòng. Chia sẻ thật lòng của Vân Vân là mọi người hãy yên tâm nha. Phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao, 2 đến 3 người một phòng, sạch sẽ, tiện nghi và đầy đủ nha. Và đã đến lúc lên đồ đi ăn tối và cháy phố thôi nào. Kiến Thủy được biết đến nổi tiếng nhất là gốm. Thế nên bữa tối hôm nay mọi người sẽ có một trải nghiệm rất đặc biệt. Bữa tối hôm nay rất nhiều món và các món được trưng bày trong nồi mang đậm chất gốm. À đúng rồi, các bạn cứ mạnh dạn mang tương ớt của Việt Nam đi nhá. Có khi như vậy đồ ăn lại ngon gấp 10 lần đấy chứ. Bất ngờ nha. Ngon mà dễ ăn lắm. Nhưng mà Vân sẽ không ăn no đâu. Vân để dành bụng ăn vặt tối nay đấy. Và cuối cùng cũng đã đến địa điểm mà mong chờ nhất ngày hôm nay. Hello mọi người, hiện tại Vân Vân đang có mặt tại phố chợ đêm của Kiến Thủy. Hãy cùng Vân đi xem chợ đêm để có những gì nhá. Đây đây, hôm nay Vân Vân được gặp idol tổ in rồi nha. Trời ơi, người gì đâu, nướng mực thì có cần phải dẻo vậy không? Liệu ăn mực nướng ở đây có nhảy như kiểu là như ai ở kia không nhỉ? Mình phải oà lên vì quy mô và không khí ở phố gốm Tử Đào Kiến Thủy mọi người ơi. Đẹp, đông vui, náo nhiệt, đa dạng đồ ăn
nước uống, đồ lưu niệm, rất nhiều mặt hàng mua sắm, nhiều địa điểm check-in và sống ảo, nhiều quán cà phê xinh xỉu up xỉu down luôn, và có cả tiệm bán hoa lãng mạn nữa. Thề luôn, ai mà cuồng mua sắm thì vào đây chỉ có mê thôi nhá. Phố còn có tổ hợp khu vui chơi giải trí nữa đấy. Có cả hồ nước chiêu chiêu với hàng cây lá liễu nữa chứ. Thôi xong, xác định đêm nay chơi quên đường về rồi. Đi vào khu phố này thì cứ ngỡ như đang đi chơi trung thu mọi người ơi, vì nhiều đèn lồng quá trời. Đi dạo hết phố cho tốn calo và lại tìm cái gì ăn nên thôi. Mời các bạn ăn đậu hũ thối nha. Lưu ý nho nhỏ cho bạn nhé, mang theo cái ô xinh xinh nha. Thời tiết Vân Nam mát mẻ nên buổi tối muộn mà có cơn mưa ngang qua là chuyện bình thường. Tôi cháy phố tiếp đây và hẹn các bạn ở tập 2 nhé. Bye bye.